Rồi nè nè. Cái này so sánh nè nha. Cái này các bạn mua cái con của gì á, có cái chữ ok ok tôi quên tên rồi. Nói chung các bạn mua cái con này, vợ các bạn là mua ở đâu á tôi không có giới thiệu, không có bạn là kêu tôi giới thiệu cái con nữa. Các bạn bấm vô chỗ so sánh so với lần trước nè. Rồi cái lần trước lịch sử đâu rồi? Từ từ. Đây lịch sử nè. Đó. Hôm bữa á, là 40 cái lúc mà thấp nhất. Được coi. Thấp nhất là 48 kg 55 nè, sau tăng lên 51 giảm về 50.7 49.05 là 49.3 đó. Cái trọng lượng nó sẽ dao động và thấp nhất á, là cái mức 48.5, nghĩa là khi á, mà cơ thể của các bạn á, mà bị ví dụ như chị em phụ nữ á, bị hơi mệt trong người nè, đau răng nè, gây tích nước nè, biết sao đau răng tích nước không? Đau răng khát nước, uống nhiều nước gây tích nước nè, rồi bị mệt trong người nè, vậy là không được uống nước. Không, vẫn phải uống nước chứ không phải là không được uống nước, mà là chúng ta phải giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe thì chúng ta sẽ tránh được cái hiện tượng là tích nước, đặc biệt tích nhiều nước ở bụng. Rồi thêm nữa các bạn, khi mà các bạn nó sẽ có một cái sự sai lệch cái số cân, mà ngay khi mà các bạn cân, ngay khi mà các bạn mới tập xong á, các bạn sẽ có xu hướng á, là các bạn bị phình cái người ra, bị phồng cái người lên và bị tích nước nhiều hơn. Tại vì á, khi mà ví dụ như bạn nâng cái cục tạ này lên đó, nó nặng như thế này thì á, cái cơ bắp của các bạn á, cơ mông, cơ đùi, đặc biệt á, là cái phần quanh bụng, nó phải gồng để nó tạo một cái áp suất rất là lớn. Để làm gì? Để nó bảo vệ thắt lưng. Thì ngay khi mà bạn mà mới tập xong á, bạn mà đo cái bụng của bạn á, bạn sẽ thấy cái bụng của bạn nó khá là to. Người của bạn nó sẽ có khuynh hướng là nó hơi tích nước. Nghĩa là nói là tích nước, nhưng tôi không có nói là khi tập bạn không uống nước, mà cái việc á, mà tích nước và gia tăng áp suất để căng cái cơ lên, đó là một hiện tượng tự nhiên và rất tốt cho cơ thể khi bạn tập. Nghĩa vậy sao mấy người trên mạng á, tập xong người ta quay clip người ta vẫn đẹp? À, cái đó là người ta cố tình, người ta tìm cách và những cái kỹ thuật và góc quay, góc máy, ánh sáng để người ta sống ảo. Ví dụ ngồi về thấy bụng bự đúng không, đó ưỡn người lên thì hóp cái bụng vô, đứng xoay em về thấy bụng nhỏ hơn đúng không. Đó là cái kỹ thuật. Còn về cái góc độ khoa học, khi á, mà tập luyện á, mới tập xong mà người bạn á, bị tăng cỡ nửa ký, bị hơi phình lên một chút, bụng tay chân đùi nó hơi to hơn chút bình thường, nó đều hoàn toàn bình thường và rất tốt, chứng tỏ là bạn tập hiệu quả, chứng tỏ bạn tập, bạn gia tăng được cái áp suất và lưu lượng máu lên cơ bắp trong cơ thể của bạn. Nhờ đó cơ bắp của bạn nó sẽ được kích thích. Sau đó bạn ăn uống nhiều rau xanh, trái cây thì nó mới giúp bạn phục hồi và tái tạo cơ bắp. Việc á, mà làm lặp đi lặp lại điều đó thường xuyên thì bạn sẽ có một cái tỷ lệ, một cái khối lượng cơ bắp lớn. Ví dụ như ở đây cho các bạn xem cái chỉ số trong 49.3 kg này, cái chỉ số tỷ lệ mỡ của cơ thể của Johnny á, là 20.9%, nhưng mà cái tỷ lượng cơ bắp á, nó đạt ở mức là 74% và có 36 kg cơ bắp. Với cái lượng cơ bắp này, khối lượng á, mà tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể nó rất là cao, ở mức á, là 1.200, nghĩa là tiêu chuẩn thôi nè, gần 1.200, nghĩa là tiêu chuẩn, nghĩa là cho cần tập luyện chút là có thể đốt tới 1.500-1.700 calo một ngày. Nhưng mà nếu các bạn nên hiểu một điều là nếu bạn có nhiều cơ bắp, mà tỷ lệ cơ bắp của bạn á, bạn đo bằng mấy cái máy in body, nếu mà bạn vượt trên 60% nè đó, bạn đừng có để cái của bạn á, là ở mức thấp hơn, nó mà quá, gọi là nó quá thấp, nó xuống dưới cái ngưỡng màu xanh này nè, nghĩa là cái tỷ lệ cơ bắp của bạn nó quá thấp. Khi mà nó quá thấp á, bạn ngồi không á, bạn sẽ đốt ít calorie hơn là cái người mà có tỷ lệ cỡ 7-70% khối lượng cơ thể là cơ bắp. Các bạn hiểu không? Cục như anh á hả? Không, cái cục như anh cao lắm, anh tới 80%+ lận, và anh là nam giới và anh tập để cho nó còn căng, còn phồng lên với một cái ngưỡng sức mạnh rất là lớn. Ví dụ như giờ cái cục tạ này anh có thể cầm anh cuốn lên nhẹ nhàng đúng không, cái cục tạ này nó nặng 50 bao lận, nó nằm khoảng 25 kg lận. Còn nếu mà chị em phụ nữ á, tại vì á cái này có 49 kg à, ở đây là em có 49 kg đúng không, trọng lượng tỷ lệ cơ thể của anh nằm nè, anh mở cái của anh đi cho cậu, anh tới 84 kg lận. Nên mặc dù á là tỷ lệ phần trăm cơ bắp của anh ấy có thể là thấp hơn lượng cơ nào 71%, nhưng mà nó lên tới 60 kg cơ bắp lận, 60 kg cơ bắp. Còn nãy là cái chỉ số của em á là có 30+ kg cơ bắp thôi, nghĩa là cái khối lượng cơ của anh nó nhiều gấp đôi anh là nam giới mà, hiểu không? Nghĩa là cái tỷ lệ nó khác nhau.
Còn nên á, chị em phụ nữ đừng có lo là quá nhiều cơ, tại vì để mà xây dựng cái khối lượng nó lên nó rất là khó. Nhưng mà bạn nên phân biệt giữa việc á, là tỷ lệ cơ mà nó ẩn bên trong với lại cái cơ á, mà nó phồng lên, thì cái điều đó nó phụ thuộc vào cái chương trình với lịch tập nó khác nhau nha. Rồi, ok, kết thúc cái vấn đề này của này ngày hôm nay. Chứ còn nói nữa, nhiều vấn đề nó nói lắm.